Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Story. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách trang điểm nhẹ nhàng 10 phút, nhanh gọn mà và dưỡng da vào ban ngày như thế nào nha. Bởi vì trời ở nó nóng quá các bạn, ở trong nhà nóng lắm mà mình mở máy lạnh thì nó sẽ ồn, cho nên là mình mới ra ngoài vườn chia sẻ với các bạn cách trang điểm nhẹ nhàng như thế nào. Lâu lâu bạn sẽ nghe tiếng chim hót và những con chim cút á các bạn, nó rú lên chút xíu, mình thông cảm cho mình nha. Và lâu lâu cái lá cái bông mận á, tại mình ngồi dưới cái cây mận, dưới cây mãng cầu nè, nó sũng rơi xuống, thông cảm cho mình nha. Ở ngoài này thì nó gió nó mát và lâu lâu nghe tiếng chim hót cũng thú vị, và các bạn sẽ không tìm được ai chia sẻ cách trang điểm mà ở ngoài trời, ở ngoài vườn như mình đâu. Và bây giờ mình bắt đầu nha các bạn. Lúc bắt đầu là cái mặt của mình đã rửa sạch hết rồi phải không các? Đây, rửa sạch hết. Thì mình đã chia sẻ mình dùng loại rửa mặt nào trong cái video vừa rồi, dưỡng da cho mịn màng mình đã chia sẻ rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ trang điểm và dưỡng da vào ban ngày như thế nào ha. Thì sau khi mình rửa mặt sạch rồi, trước hết là mình sẽ bỏ toner lên. Cho nên là hôm nay mình chỉ chia sẻ về cách trang điểm thôi. Thì mình sẽ cho cái toner lên trên cái mặt của mình, trên cổ. À, mình quên, mình xin lỗi. Mình phải bỏ cái này lên trên cái đầu, không thôi bị la đó. Đó, làm như vậy nè cho nó gọn nè. Thoa lên. Sau khi mà nó khô quá các bạn, những cái mỹ phẩm mà mình dùng á, mình mà của Hàn Quốc á, thì nó made in Korea, tức là made bên Hàn Quốc hết nha. Chỉ có cái loại giống như là Olay thì nó mới làm ở bên Mỹ, tùy chỗ nữa, tùy Olay nó cũng có làm bên Thái Lan nữa nha các bạn. nhìn mình để tóc lên nhìn thấy lạ không các bạn? Thì sau khi mình bỏ cái toner lên, kế tiếp là mình sẽ bỏ cái emulsion này. Thì đây là ban ngày á, thí dụ như mà bạn không có trang điểm á, thì bạn có thể để cái những cái mỹ phẩm này nè lên trên da mặt của mình đó. Còn mình trang điểm á, thì mình cũng để như vậy luôn. Thì mình sau khi mình thoa hết những cái mỹ phẩm này rồi đó, dưỡng kem dưỡng da á, thì mình sẽ bỏ cái phấn. Chút xíu lên cổ ha. Sau khi mà mình bỏ lên như vậy thôi đó, thì mình sẽ có cái này, một lát mình sẽ chia sẻ các bạn sau nha. Bây giờ mình bỏ trước serum đi. Kế tiếp là mình bỏ serum. Thì cái serum các bạn biết cái Olay này nè, mình dùng cũng lâu rồi. Cái serum này á, mình dùng khi mình để ý ha, khi mà bạn dùng á, bạn nhớ để ngay chỗ cái đuôi mắt nè, để làm chi, để cho chống nhăn á các bạn. Mình xài một thời gian, mình xài này cũng 5 năm rồi các bạn, thì mình thấy nó thay đổi, nó giúp mình cái đuôi mắt của mình lúc mình cười nó không có bị nhăn nhiều, là nó giúp chống nhăn nhiều lắm á. Cho nên là mình mới chia sẻ với các bạn, bởi vì mình dùng nó lâu rồi các bạn, và mình cũng đi giới thiệu với bạn bè gia đình, ai mình gặp mình cũng giới thiệu này đó. Ở ngoài này nè, nó gió nó mát cho nên nó mau khô lắm. Nếu mà bạn trang điểm ở trong nhà thì bạn nhớ lấy cây quạt quạt cho nó mau khô nha. Còn mình ở ngoài này gió nè, nó mát cho nên nó mau khô ghê luôn nè. Đó, bỏ lên chút là nó khô liền. Mà khi bỏ mấy cái kem dưỡng da, các bạn nhớ mà massage nhẹ nhẹ lên cái mặt như nè, để cho nó thấm vô cái da mặt mình nha. Kế tiếp là mình sẽ, tại vì có nhiều bạn hỏi mình sau khi mình chia sẻ cái bí quyết dưỡng dung nhan cho mịn màng á, cái da mặt cho mịn á, thì có nhiều bạn hỏi là dùng cái nào. Thì mình hôm nay là mình chia sẻ là xài cho kem dưỡng da ban ngày và cách trang điểm nhẹ nhàng luôn các bạn ha. Kế tiếp là mình sẽ cái này là cũng Olay luôn nha các bạn, và cái này cũng là chống nhăn mà chống nó mịn da, cái này là moisturizer các bạn. Thì ban ngày mình sẽ bỏ nhiều vài bước, mình không có dùng hết cái 10 step, 10 bước của Hàn Quốc á các bạn, mình không có dùng hết ha. Mình chỉ dùng
Ban ngày thì mình dùng có như đây thôi, vài bước thôi. Lúc này mình bị thiếu ngủ cho nên bị quầng đen mắt nè các bạn. Thì bây giờ mình nói về cái quầng đen mắt. Cái quầng đen mắt á, là mình có dùng cái này. Cái buổi tối mình có chia sẻ rồi phải không ạ? Nhưng mà có nhiều bạn hỏi mình cái da bị giống như là bị không có trắng đều, và thí dụ như có chỗ nâu, chỗ trắng giống như là nó không có đều á các bạn. Giống như là có thể đi nắng rồi bị nám nữa. Thì mình dùng cái này. Cái này mình cũng có chia sẻ với cái link để là trị cho, làm cho trắng da, nó gọi là cream, whitening cream, thì nó làm cho cái da của mình nó trắng đó các bạn, và nó mờ đi cái chỗ nào mà bị nám đây nè, mà made in Korea nha các bạn. Mình sẽ để cái link ở phía dưới phần description, và trong cái video vừa rồi mình cũng có để dưới phần description luôn đó các bạn. Thì xài một thời gian bạn sẽ thấy cái da mặt của các bạn nó trắng, nó sáng lắm. Những cái mỹ phẩm mà mình chia sẻ bạn dùng một thời gian khoảng một tháng thì bạn thấy nó khác biệt liền luôn á, là cái này ha. Nhưng mà cái này mình dùng, mình lưu ý là mình dùng một một tuần khoảng 2 tới 3 lần thôi, mình không có dùng mỗi ngày, mà mình dùng ban đêm thôi các bạn, mình không có dùng ban ngày. Mặc dù nó nói là dùng ban đêm và ban ngày nhưng mà mình chỉ dùng ban đêm. Ví dụ như mình bỏ cái này lên thì mình không có dùng cái này. Bữa nào mà mình dùng cái này thì mình không bỏ này, thì mình thay phiên nhau ha. Thì sau khi mình bỏ cái này, cái moisturizer, tức là cái kem dưỡng ẩm á, sau đó mình sẽ bỏ lên mắt mình. Mà nhớ khi bạn dùng cái kem trắng này nè, bạn nhớ thoa lên dưới cái vằn mắt của bạn bạn ví dụ mà cho nó đều nha bạn, đừng thoa lên mặt rồi quên cái mắt của mình. Nhất là bạn nào có bị quầng đen giống như mình nè, mình bị quầng thâm đen á, thiếu ngủ á các bạn. Đó. Da mặt của mình nè, mình thiếu ngủ nè, và mình ăn ớt rất là nhiều, bạn biết rồi đó, mình ăn ớt, mình ghiền ăn ớt lắm. Nhưng mà mình cũng ít khi nào nổi mụn lắm các bạn. Có nhưng mà thì khi mà thoa cái mắt lên các bạn nhớ thoa cái chân mày, cái chân chân mắt như vậy nè. Sorry, gọi chân mày. Đó, làm như vậy. Khoảng 15 giây. Và nếu như là ban ngày á thì mình đi ra ngoài đường á thì mình dùng kem chống nắng nha các bạn. Khi mà các bạn không dùng kem chống nắng á thì nó sẽ bị giống như nó có thể bị nám á các bạn, nám da mặt á. Thôi một chút xíu lên. Thật ra trang điểm này khoảng 10 mất 10 phút thôi, nhưng mà bởi vì mình vừa làm mình vừa chia sẻ các bạn cho nên nó sẽ hơi lâu một chút, nhưng mà khi mà mình làm ở nhà nó có tốn khoảng 10 phút à. Như vậy là xong rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ cần bỏ phấn lên trên mặt mình thôi. Thì hôm nay mình chia sẻ những cái gì mình dùng mỗi ngày. Phấn mình dùng là hiệu này, cái phấn này nè các bạn. Hồi trước cái phấn gọi là phấn nước foundation, khi mà còn trẻ thì mình dùng Lancôme. Mới thời gian gần đây quay thôi thì mình thấy cái hiệu Revlon này nè, mình đọc mình research thì thấy nó cũng tốt lắm, nó ngang ngửa với lại Lancôme, cho nên là mình trước khi xài mình nhớ lắp lên, cho nên là mình đổi qua hiệu này. Lancôme thì tốt thiệt nhưng mà giá tiền rất là mắc, khoảng 36 đồng hay là 40 đồng cộng thuế luôn, gần 40 đồng một hũ. Trong khi cái này thì các bạn, mình sẽ để chia sẻ cái link ở phía dưới phần description hết tất cả những mỹ phẩm mình dùng. Cái này mình mua có 10 đồng mà các bạn, cho nên là nó rẻ hơn rất là nhiều. Và mình có một cái hộp này, cái này là những cái cây cỏ các bạn, mình đi du lịch mình đem theo cũng tiện nữa. Cái này thì nó rẻ các bạn, cái này có ba mấy đồng một nguyên cái set này cỏ này luôn. Cái hiệu này xài cũng tốt lắm. Thì trước hết là mình dùng cái cây cỏ này nè các bạn. Ở trong cái hộp mà mình mua, cái hiệu Bar 3 này là số 3, người ta cũng chỉ cho các bạn biết từng cây cỏ nó dùng cho cái gì ha. Thì mình cho một ít vào đây. Cái cây cỏ này là cho làm cho cái phấn nước nè. Đó, mình cho một ít mỗi mỗi nơi một chút xíu như nè. Đó. Rồi mình thoa cho đều. Thì khi sau mình thoa phấn đều rồi đó, mình sẽ dùng cái cây cọ này nè các bạn, cây cọ to nhất của nó. Mình sẽ
hoa lại, mình làm như vậy để cho nó tan đi cái phấn, bởi vì khi mình dùng cái cọ phấn nước á, nó sẽ bị làm không đều, nó sẽ bị đau. Mình dùng cái cọ này để mình làm cho nó đẹp, và mình dùng phấn phấn má hồng nè của Lancôme, mình đánh một chút hai bên má mình thôi nè, ở bên đây nè đó, mình dùng cái cọ này luôn ha đó. Và mình cũng dùng cái cọ này, nó còn một chút xíu má hồng trên đó đó, mình đánh tan trên cái mặt mình cho nó đều phấn, cho nó lan ra nó đều hơn. Các bạn thấy nó đơn giản không? Bạn nào nhà có điều kiện thì mình có thể mua hiệu mắc tiền hơn, nhưng mà mình thấy cái hiệu này xài cũng tốt quá các bạn. Rất là nhiều người Mỹ người ta xài cái này. Châu Á thì thường thường dùng những cái hiệu giống như châu Á, Shiseido của hiệu của Nhật, nhưng mà mình dùng cái đó thì mình lại tùy theo cái da mặt của mình nữa. Có nhiều hiệu mình cho dù mình dùng hiệu mắc tiền nhưng mà nó không có đẹp. Cho nên là mình rất là vui khi mình xài cái hiệu này mà nó hạt mà rẻ. Rồi kế tiếp là mình vẽ chân mày. Thì chân mày của mình nó có nhiều bạn hỏi là xăm chân mày ở đâu. Nhìn nó đỡ nhợt nhạt cái mặt mình, với là mình cũng lười lắm các bạn ơi. Khi mà có con rồi đó, cho nên là mình sẽ không có đủ thời không có nhiều thời gian để trang điểm đâu. Cho nên có nhiều ngày, có nhiều lúc mình không có trang điểm các bạn, mình để cái mình chỉ để cái mình vẽ chân mày lên như vậy nè. Có khi mình không có vẽ chân mày nữa các bạn. Đó. Rồi xong á các bạn, mình hay là bỏ giống như là những cái kem dưỡng da á, chứ không có trang điểm nhiều. Tại vì không có thời gian á, khi mà có con rồi đó không có thời gian nhiều các bạn. Thì cái này á, là cái cách mình trang điểm nó nhẹ nhàng mà nó tốn mình có 10 phút à. Mắt của mình á, thì mình dùng hiệu này. Urban Decay nè các bạn. Đây, nét hiệu nét kịch á. Nét kịch cái này của mình, cái palette mình dùng là số 2 nè. Đó. Mình sẽ để cái link ở phía dưới cho các bạn xem luôn. Thì mình dùng những cái màu trong đây mà cái này các bạn. Thì những cái màu này nè các bạn, mình dùng lâu lắm các bạn, mình mua lâu lắm rồi. Tại vì không phải mình dùng cái này không mà mình dùng nhiều loại khác nhau. Lúc mình mua là hình như 50 mấy đồng á, 5 mấy đô á, bây giờ rẻ hơn rồi các bạn. Thì mình sẽ để cái link ở phía dưới phần description dành cho bạn nào muốn mua ủng hộ kênh của KT. Mình rất là vui khi mình chia sẻ về dưỡng da, và nhiều bạn đã mua qua bên link Amazon, mình rất là vui luôn. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm đã ủng hộ cho kênh của KT. Mình không có bán mỹ phẩm các bạn, cái đó là những cái link mình affiliate, là mình là partner một phần nhỏ của Amazon. Cái commission đó nó cũng rất là nhỏ nhưng mà cũng rất là vui các bạn. Gọi là góp tiểu thành đại phải không các bạn? Đây, mình sẽ dùng cái cây cọ này nè các bạn. Thì mình đánh cái màu từ bên phải đếm qua, cái màu từ bên phải đếm qua là màu đen đi. Bắt đầu từ màu đen 1 2 3 4 thì mình dùng cái màu số 4 nè. Cái màu kem này nè, đó. Rồi mình đánh lên cái mắt của mình. Đó. Đừng có đi quá cái mí mắt của mình ở dưới đây thôi nè. Đó. Tại mình đi quá thì nó nhìn nó nhiều lắm các bạn. Mình để dưới này thôi. Đó. Kế tiếp thì mình sẽ dùng cái cây cọ này nè các bạn. Ở trong đây luôn nha, cái mấy cây cọ này là nó nằm ở trong này hết á nè. Nó có 8 cây nhưng mà đầy đủ lắm. Cây cọ này nó có cái mũi nhỏ 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 như này để mình đánh ở phía sau. Thì khi mình đánh ở phía sau á các bạn, từ bên phải đếm qua nha. 1 2 3. Đó. Thì mình dùng số 2 với số 3 mình mix lại, mình trộn nó lại với nhau. Mình làm nhẹ nhẹ thôi nha các bạn, mình nhẹ nhẹ như vậy thôi, đừng có nhiều quá nó đậm lắm. Rồi mình đánh ở phía dưới đuôi mắt của mình nè. Đó. Mình làm thêm một lần nữa. Mình để bên dưới này. Đó.
mình đánh ở dưới đuôi mắt ngay chỗ này thôi nè, rồi mình đánh tan nó ra, mình làm nó tan ra chút xíu. Bạn thấy rõ không? Thì khi mình làm xong rồi đó, nó sẽ bị lem các bạn. Thì ở trong đây nó có một cái cọ nữa nè, nếu mà bạn đánh, tại vì mình đánh đó, là mình vừa đánh vậy mình vừa quay video cho nên nó mình không có nhìn thấy rõ, nhưng mà lúc mà mình tự xem gương đó, thì mình làm sẽ tiện hơn. Nhưng mà anh này mình chia sẻ thật cho các bạn biết luôn, bởi vì nếu mà mình làm mình cắt những cái giai đoạn đó thì sợ các bạn không có nhìn nó tỉ mỉ, làm không có được đó. Thì nó có cái cọ này nè các bạn, nó giống như cái quạt vậy đó, nhỏ nhỏ nè, bạn làm cho nó sạch lại, nó gọn lại. Mà trên cây cọ này nó không có gì hết, mình không có chấm cái gì lên trên đây hết đó, mình làm cho nó gọn lại cái nét á, cho nên nó đẹp. Giống như mình đánh tan lại chỗ nào mà hồi nãy giờ mình đánh mà nó có bị đậm quá đó, hay là nó không có đều á đó. Đó thì cái đuôi mắt của bạn bây giờ nhìn nó đỡ hơn này, thấy không, nó ít lại đó. Còn bạn muốn đậm hơn thì bạn bạn đánh lại thêm một lần nữa. Giống như nếu mình muốn đậm hơn thì mình cứ lấy cái cây này nè, hồi nãy mình đã còn phấn ở trong đây nè, thì mình dặm lại như vậy thôi. Rất là đơn giản phải không các bạn? Đó, thấy không? Rồi ở trên đây nè các bạn, ở trên đây nè, thường thường á mình ở trên đây, ở phía sau của nó nè các bạn, nhìn nè, từ cái này là bên đen, cái này là bên kem, thì mình dùng cái đầu tiên hết á, cái cây cọ mà nãy mình chưa có chấm gì mà mình đánh tan ở phía đuôi á, mình dùng nó, mình đánh ở phía đây đó, ở trên đây nè, ở trên cái dưới chân mày của mình, ở trên mắt một tí xíu á nè đó. Các bạn thấy rõ không? Đó, tùy theo cái chân mày nó có mỗi người, chân mày thì thấp dưới đây, có người của mình thì cao ở đây, cho nên là bạn cứ tập từ từ thì các bạn sẽ thấy nó dễ làm các bạn. Đó mình trang điểm đó, các bạn thấy không, nó vậy là mình làm xong rồi. Cái tiếp của mình á là mình dùng cái này, mình mua cái này cũng rẻ lắm các bạn. Mình mua cái cây này hiệu Laura Geller nè các bạn. Cái cây này bạn nếu mà bạn có điều kiện thì mua mắc tiền không sao, còn mình dùng cái này mình nhớ là mình mua có mấy đồng mà mấy đô quá các bạn. Thì cái cây này là mình vặn như vậy nè, cây này viết chì để mình kẻ dưới, mình không có kẻ ở phía trên, bởi vì mình thấy không cần thiết. Người Hàn Quốc thì người ta thường kẻ ở trên và không có kẻ ở dưới, nhưng mà tùy theo cái cặp mắt nữa các bạn. Giống như cặp mắt của mình nó nhỏ cho nên là mình kẻ thêm ăn gian kẻ dưới này để cho nhìn cặp mắt mình nó to lên. Thì cái cây mình rất là thích bởi vì cái này là mình vặn là viết gì, còn bên đây là cái này nó có thể giúp cho mình, nếu cái này là bôi á các bạn, nếu mà mình kẻ nó bị lem á thì mình bôi, thì mình dùng cái cây này mình kẻ dưới đây, tức là mình đi ở dưới phần cái đuôi thôi, mình không có đi từ đây, mình đi dưới phần cái đuôi thôi nè. Đó, mình đi dưới đuôi mà mình kéo nó lên cao nha các bạn, kéo nó lên cao đó. Rồi bên trái cũng vậy, mình cũng kéo nó lên cao vậy luôn ha, mình đi từ cái đuôi thôi, không có đi hết nguyên cái mí mắt dưới đâu đó. Rồi kế tiếp là mình dùng cái cây gọi là vuốt lông mi, mascara mình dùng để vuốt cái lông mi á, thì mình giúp cho mình cái lông mi của mình nó cong lên. Thì cái cách mình dùng á là mình bấm, tùy theo lông mi bạn dài hay ngắn, mình bấm ở trong 5 giây, bấm ở ngoài 5 giây, như vậy thì nó mới cong tự nhiên, chứ không có cong thẳng lên vậy thì nó không đẹp. Thì nó cong đà lên vậy, nó có cái độ cong, nó nhìn sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình làm cho bạn xem thử nha. Trước hết mình để ở phía trong đó, mình bấm, mình để 1 2 3 4 5 lấy ra, và mình để cái phía ngoài nè,
để ở ngoài phía ngoài một chút xíu cái lông mi á, mình cũng bấm, mình nói đếm 1 2 3 4 5. Sau đó mình sẽ dùng cái hiệu này nè các bạn, hiệu Urban Decay luôn, mascara. Bạn dùng hiệu nào mà bạn thích cũng được ha. Rồi mình vuốt nó lên vậy thôi. Và mình làm ở bên tay trái luôn ha. Mình làm bên phía bên kia luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mình phải bỏ tí son, không thôi cái mặt của mình nó tái lắm các bạn. Mình vuốt ở dưới lông mi dưới luôn ha. Đó, thì mình chải nó về thôi ra xong rồi các bạn. Thế thấy đơn giản không các bạn? Mình dùng chỉ có như vậy thôi các bạn. Và bây giờ lấy tóc xuống, mình chải tóc xuống rồi các bạn. Đó. Nhìn đơn giản không? Thì lúc nãy thì mình dùng cái son này. Son này mình hay mix son lại với nhau các bạn. Mình không biết là mình mua lâu trên Amazon lâu lắm rồi cho nên mình không biết là nó còn hay không. Để mình lên mình tìm cho các bạn nha. Thì các bạn hay hỏi mình dùng son nào. Thì đây là son mình hay dùng, mình hay mix hai màu này lại với nhau. Màu cam với màu hồng, mà cái này nó lợt lắm các bạn. Nè, nó rất là lợt. Khi mà các bạn thấy mình đi ăn á, thì mình làm son đậm hơn để cho nó lâu trôi. Thì son đậm đó là son này. Mình hay chia sẻ mình xài lâu lắm rồi nè, đến nỗi mà không thấy cái không còn các bạn nhìn thấy nó không còn cái chữ luôn á. Cái này là của hiệu Tony Moly, mình có chia sẻ trên, khi nào bạn họ nào hỏi thì mình hay có chia sẻ cái link lắm. Thì cái này nó rất là lâu trôi. Còn hai cái này thì nó mau trôi hơn. Cái này mặc dù nó để chữ tint tức là giống như sâm gì đó nhưng mà nó cũng mau trôi hơn cái này. Thì bây giờ hôm nay mình có xài cái này với màu cam mà tự nhiên nay mình đi tìm cái màu cam hoài không ra luôn các bạn. Không biết nó lạc mất ở đâu rồi. Thì đây. Mình dùng mình chia sẻ cách dùng luôn tại vì bạn không biết dùng cái cây này nó sẽ rất là nhiều, nó đậm lắm. Cho nên là mình muốn chia sẻ cái cách dùng son này luôn. Tức là các bạn dùng nhìn nè. Mình bỏ lên cái cây Q-tip á. Tại cái cây son này đậm lắm nha, mình nói trước là nó đậm lắm. Mình bỏ lên cây Q-tip nè, rồi mình đánh nó từ ở trong ở dưới môi dưới trên thôi chứ mình không có đánh hết nguyên cái môi đâu nha. Rồi mình mới làm tiếp tại vì bạn mà bỏ nguyên cái cây này lên nó đậm vô cùng luôn. Nó đậm mà nó lem, nó dễ bị lem. Cái nào mà bị lem thì mình bôi nó. Đó. Xong rồi các bạn, mình để cho nó khô khoảng 30 giây. 30 giây sau mình làm thêm một lần nữa mà mình làm tới 3 lần lận các bạn. Mình làm như vậy 3 lần như vậy á thì cái son á nó sẽ lâu trôi hơn. Nhưng mà nhớ đừng có đánh thẳng từ cái cây đây nha. Đơn giản vậy thôi nè các bạn. Thì tốn mình có 10 phút thôi mà lâu lâu khi mà gấp á, mình không có đánh kịp á, thì mình chỉ đánh son với lại chân mày làm cho nó nhanh đơn giản. Còn cái hiệu này thì các bạn lưu ý khi mà bạn dùng cái hiệu Naked này nè, cái hiệu Urban Decay này nè, các bạn nhớ đừng có chà mạnh quá bởi vì cái này nó rất rất là ăn vào cái mắt của mình, nó đẹp lắm.
Cho nên là mình không có cần nhiều đâu, mình làm nhẹ nhẹ thôi là nó dính lên mắt của mình vậy nè, nó ra cái màu rất là đẹp. Cho nên mình khuyên các bạn nên, cái này bây giờ mình không biết nhiêu để mình coi giá giùm cho các bạn. Lúc mình mua là 52 đô cộng thuế, còn bây giờ không biết nhiêu, mình nghe nói rẻ hơn, các bạn có thể xem lại nha. Mà nó xài rất là lâu mà đẹp nữa các bạn. Rồi thay vì bạn mua một hũ nhỏ 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 dày thì mười mấy 20 đồng một hũ rồi, mà được có mỗi có vài màu thôi, còn cái này nó cho mình rất là nhiều màu, mình xài rất là lâu luôn. Thì nếu mà được á, mình hy vọng các bạn ủng hộ mình bằng cách là mua những cái mỹ phẩm mình chia sẻ dưới phần description đó, qua link Amazon đó, để ủng hộ kênh của KT nha. Cái tip mà mình muốn chia sẻ là khi mà bạn dùng cái này xong á, bạn nhớ lấy cái giấy á, để mình chậm môi mình đó, rồi mình mới thoa một cái lớp kế tiếp nữa. Mà mình làm 3 lần như vậy thì cái môi của mình nó lâu trôi lắm các bạn. Cái son này gọi là lâu trôi á, son lì á các bạn, gọi là son lì á, lâu trôi lắm. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này lên. Cái này mình có chia sẻ các bạn rồi á, ban đêm thì mình dùng cái này ha, để cho môi của mình mơ mộng, mộng ướt á, nó mịn mà nó không bị khô. Ban ngày thì mình dùng cái cây này. Đó. Bạn nào thích bóng thì bỏ này lên, nhưng mà mình khuyên bỏ này lên cho nó đỡ, cái môi của mình nó không bị khô các bạn. Mình hy vọng các bạn thích video này. Nếu như bạn thích video này, xin hy vọng các bạn có thể chia sẻ, bấm nút like nha các bạn, cái nút like quan trọng với mình lắm. Và nếu có thắc mắc gì á, xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể nha. Hy vọng các bạn thích video này ha, và nhớ ủng hộ kênh KT bằng cách mua những cái vật dụng trong gia đình, nhà bếp hay mỹ phẩm, mình có để cái link Amazon á, để ủng hộ kênh của KT. Cảm ơn các bạn. Có rất là nhiều bạn hỏi mình cái kem dưỡng da vào ban đêm hay ban ngày trên người á, như thế nào, thì mình từ nào giờ mình dùng hiệu này các bạn, ở Vino, khi mà dùng cho da trên người á, và cho giống như cho tay nè, chân nè, khi tắm xong á, là mình hay dùng cái này nè các bạn. Bạn dùng một thời gian bạn sẽ quen, bạn sẽ thấy cái da của mình á, mình cho các bạn xem, nó rất là mịn nè. Còn cái da tay, còn cái tay nè, cái tay của mình bây giờ mình cho các bạn xem. Bây giờ thì mình dùng cái này hai mấy năm nay rồi, đó là hiệu Vino. Mình cũng sẽ để cái link ở phía dưới phần description. Cái này rẻ các bạn, một cái này 4.2 ounce tức là 125 ml, có hình như có 5 đồng mà các bạn. Tại vì biết sao, mỗi lần mình mua này mình mua số nhiều, mình mua lần 10 cái 20 cái mình để dài, mình xài nguyên năm luôn, với lại mình cho gia đình và bạn bè. Cái này xài trước khi đi ngủ bạn nên xài vào ban ngày, nhưng mà xài cái này không có được dùng tới nước, đụng tới nước thì bạn sẽ cảm thấy nó nhớt nhớt phải không ạ? Nhưng mà nếu như bình thường bạn xài bạn không đụng tới nhớt, bạn cảm thấy cái da tay của bạn rất là mịn, nhưng mà bạn đụng tới nước thì dĩ nhiên lotion á, mà nó dùng tới nước thì nó sẽ bị hơi nhớt nhớt, mình sợ bạn không quen. Nhưng mà khi mà bạn xài một thời gian là bạn rất là thích, mình giới thiệu rất là nhiều bạn xài cái này rất là thích luôn á, tại vì nó rẻ mà nó tốt. Thì cái da tay của mình là bây giờ như vậy đúng không? Mình muốn cho các bạn xem before and after thì mình mới bỏ lên một chút xíu đó, rồi mình mới xoa lên. Khi mình lái xe thì mình không có thoa trên cái tay đây, mình sợ nó dơ cái chỗ cầm tay của mình á, cho nên mình chỉ dùng ở ngoài thôi. Thì mình cho các bạn xem nè đó, sau khi mình bỏ lên đó các bạn, mình thấy cái nào hay mình hay giới thiệu với bạn bè, và khi mình giới thiệu á, mình hay tặng luôn nữa. Tức là mình lấy cái này xong mình bỏ lên tay bạn mình và mình thoa cho bạn mình thấy, để cho bạn mình tin là nó tốt như thế nào. Thì bây giờ mình chia sẻ các bạn mua thử về xài nha, tại vì có mấy đâu một cái thôi mà mình xài rất là lâu rồi, mình xài hai mươi mấy năm nay rồi, từ năm hơn 20 năm rồi các bạn, rất là thích luôn. Mà cái da tay khi mà bạn thoa lên rồi bạn thấy cái nếp nhăn á, nó giãn ra liền lập tức luôn các bạn, mình thấy nó không có còn nhăn mà nó mịn lắm các bạn. Thì đó là hai cái mới mình muốn chia sẻ với các bạn, là Vino là cho và Avon là cho tay nha các bạn. Cho nên là nhớ
hai cái này bạn dùng thử xem nó như thế nào. Dĩ nhiên là mỗi cái cơ thể, mỗi cái da, mỗi người nó mỗi khác, nhưng mà mình thấy cái nào tốt, mình dùng qua rồi mình thấy nó cái kết quả nó rất là hiệu nghiệm, rất là tốt, thì mình chia sẻ với các bạn vậy thôi ha. Mình chúc các bạn là trang điểm theo sở thích của mình, trang điểm nhẹ nhàng, giống như là khi thì trang điểm nhìn nó sẽ đẹp và nhìn nó mới lạ hơn. Hy vọng các bạn thích video này. Nếu bạn thích video này xin chia sẻ và subscribe kênh của mình nếu bạn chưa có subscribe, và bấm nút like. Cái nút like và comment nó cũng quan trọng lắm đó các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.